Theo đó, nam thanh niên 22 tuổi ngủ tại tỉnh Đồng Nai điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 60B5 trong làng ô tô trên quốc lộ 1A hướng từ sóng thần đi An Sương, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khi gần đến giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Thành Xuân, quận 12, xe máy va chạm với ô tô 4 chỗ chạy bên trái khiến anh hát ngã văng qua phải. Chiếc xe container cùng lúc chạy qua đã cán thanh niên này tử vong tại chỗ. Sau va chạm, chiếc xe 4 chỗ tăng ga rời khỏi hiện trường xe container dừng lại cách hiện trường vài chục mét. Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh có mặt điều tiết phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân và điều tiết giao thông. Cảnh sát đang tiến hành truy tìm chiếc xe ô tô con rời khỏi hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.